SHOP MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đó là bốn cái đầu giải mã chuyên nghiệp cả nhà ha. Bốn cái đầu giải mã chuyên nghiệp thuộc loại gần như là cao cấp nhất ở bên em. Nói là cao cấp thôi nhưng mà tầm tiền của nó chỉ tầm khoảng 20 triệu thôi cả nhà ha, không phải là cao lắm. Đối với các em thì chỉ có bán cái sản phẩm nó bình dân một tí thôi, còn cao cấp hơn thì em không làm. Thì những cái đầu này, bốn cái đầu này có thể đại diện cho bốn cái thương hiệu khác nhau cả nhà ha, là đầu giải mã chuyên nghiệp. Ở trên này là con Tech NT505, con này em đang chào bán với giá 20 triệu cả nhà ha. Ở dưới là con Luckman DA200 cả nhà ha, có cũng tầm giá 20 triệu. Ở dưới là nữa là con ND8006 cả nhà. Và ở dưới là con Pioneer N70A cả nhà ha. Những con này có tầm giá từ 17 đến 20 triệu tùy theo hình thức cả nhà ha. Riêng Luckman DA200 thì em chỉ có một con, NT505 thì em còn có một con màu đen ha. Con màu đen là NT505X cả nhà. Đây là những cái đầu giải mã chuyên nghiệp ha. Giải mã chuyên nghiệp nó lấy tín hiệu từ các cái cổng digital, tức là cổng quang, cổng đồng trục cả nhà, cũng như là lấy tín hiệu từ các cái từ máy vi tính qua để giải mã ra âm thanh analog, thì mình gọi là giải mã cả nhà ha, tức là từ tín hiệu digital thành analog để đưa vào các cái âm ly, mình gọi là giải mã cả nhà đó. Thì những cái con này thì em đều có clip giới thiệu riêng lẻ từng cái chức năng cho cả nhà mình rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ tổng hợp lại cho cả nhà mình, cũng như là cùng cả nhà mình đi nghe chất âm của bốn cái con này trong cùng một cái hệ thống, trên cùng một cái bài hát, để cả nhà mình có thể có một cái tham khảo cả nhà ha. Cái gì nó cũng mang tính chất tham khảo thôi, chứ còn nó chính xác thì không phải là chính xác tuyệt đối, bởi vì mỗi cái dòng này nó có một cái lợi thế riêng cả nhà. Ví dụ như con Tech-NT505 này ha, con này có chức năng là có Bluetooth nè, có cổng USB. Cả nhà mình cắm dây mạng LAN vào thì nó có thể là quản lý bằng app trên điện thoại cả nhà ha. Và nó có hai đường xuất âm, một đường là AV và một đường ba lăng. Đó, thì đó là con NT-505 cả nhà ha. Có Bluetooth sẵn cho mình luôn. Còn Luckman, đối với con Luckman DA200 thì này, con này là thương hiệu cả nhà ha, thương hiệu. Nó được sản xuất bằng các cái linh kiện cũng là rất là cao cấp. Tuy nhiên thì nó chỉ có đường quang, đường đồng trục ha cả nhà ha, đường USB-B và có hai đường analog cả nhà ha, hai đường analog. Con này đặc biệt nó xuất âm thì nó cũng có cổng AV và cổng ba lăng xuất âm. Đó. Thì cái đường mà cho chất âm mà hay nhất đối với con này đó là đường USB-B ha, mình kết nối với máy vi tính, mình phát nhạc cả nhà ha. Thì qua bên này thì nó sẽ hay hơn nhiều, cái đó là hay nhất cả nhà. Xong rồi đến đường đồng trục và rồi đến đường quang ha, tất cả các cái đầu đều như vậy cả. Ở dưới này là con Marantz ND8006 cả nhà ha. Hiện tại thì những cái con 6006 cả nhà, 6006 là giải mã không thì nó cũng tầm 14 15 triệu rồi. Nhưng cả nhà mình cố thêm 2 3 triệu nữa thì có sẽ có một cái con hết số cả nhà. Hết số là ND8006, con này có Bluetooth nè. Có anten để bắt wifi cả nhà ha. Và thông qua cái wifi đó cả nhà mình có thể kết nối không dây với điện thoại iPhone để mà phát nhạc. Chức năng của nó là một cái đầu giải mã tích hợp tất cả cả nhà ha, kể cả CD luôn, kể cả CD luôn ha, có luôn cả CD cho mình. Rồi nó có hai đường xuất âm AV, một đường là chỉnh được âm lượng và một đường không chỉnh được âm lượng cả nhà. Đó, thì con này thì nó là rất là tiện cả nhà ha, mình có vừa có CD vừa có cả giải mã luôn. Nó hỗ trợ file được file DSD luôn nha cả nhà, file DSD luôn. Thì trong bốn con này thì chỉ có con này nó có hai đường xuất âm, nhưng mà nó chỉ có là đường xuất âm AV thôi, một đường là chỉnh được âm lượng và một đường không chỉnh được. Còn ba con còn lại thì đều có đường ba lăng cả. Đối với con Pioneer N50A cả nhà, N70A cả nhà ha, 70A gần như là cao cấp rồi. Nó chỉ thua con N70AE thôi. 70AE thì có trang bị thêm cái anten để bắt wifi. Con này không có anten. Cắm dây mạng LAN vào thì cả nhà mình có thể kết nối với nó bằng không dây bằng AirPlay cả nhà ha. Kết nối AirPlay. Con này thì Pioneer nó có app để hỗ trợ, nhưng cái app đó thì cài đặt thì lúc được lúc không cả nhà. Nó cũng không ổn định. Không ổn định lắm. Con này thì
Có tới hai đường USB cả nhà ha, đường USB phía trước nè, đường USB phía sau để mình cắm được ổ cứng cả nhà ha, chơi được ổ cứng. Rồi có đường quang, đường đồng trục ha và đường USB-C để kết nối với máy vi tính. Cái đường USB-C đó thì cả nhà mình đều có thể cắm cái dây OTG ha, nối thẳng từ điện thoại qua cũng được. Đó. Thì con này thì có đường xuất âm ba lăng và đường xuất âm AV. Đó, thì đó là bốn cái đầu gần như là cao cấp nhất ở bên shop em. Đó, đầu giải mã ha. Đó. Ngoài các cái đầu MD hoặc là các cái đầu DAT cả nhà, thì đây là các cái đầu DAC chuyên nghiệp cả nhà ha. Đó. Chất âm của mỗi dòng thì nó sẽ có khác nhau. Ví dụ như là con Tích NT505 này, âm thanh của nó cực kỳ sắc nét cả nhà ha, chi tiết rõ ràng, sáng tiếng. Cái độ chi tiết của nó đến gai góc luôn. Nếu mà cả nhà mình nghe những cái bản nhạc mà cần cái độ chi tiết hoặc là các cái bản nhạc mà hòa tấu mà cần nghe rõ các cái nhạc cụ á, thì con này là số 1 ha. Con Lukman DA200 thì em đánh giá nó ngang ngửa, âm thanh nó ngang ngửa với con ND8006 cả nhà. Con này thì chất âm của nó trung tính thôi. Nó không có chi tiết lắm, không có sáng lắm, trung âm nó cũng vừa phải. Chỉ có điều là cái âm vực của nó rộng cả nhà ha, mình nghe nó thấy nó nhẹ nhàng hơn, không bị gò bó. Đối với ND8006 của Marantz cả nhà, thì con này thì nó lại là thuộc cái sử dụng cái chip giải mã HDAM của Marantz mà được nâng cấp lên rồi, nắp HDAM 2 cả nhà ha. Thì Marantz hồi xưa đến giờ ha, đặc trưng của Marantz vẫn là nhạc trữ tình và nhẹ nhàng. Con này cho cái trung âm tốt cả nhà, trung âm tốt, trung âm tiếng của trung âm của con Marantz thì lúc nào nó cũng tốt hết. Mình nghe thì mình sẽ thấy giọng ca sĩ rất là hát rất là hay, bass chép nó vừa phải thôi. Con này nó được xếp cùng mâm bởi vì là nó có nhiều chức năng cả nhà, có nhiều chức năng. Vì nó nhiều chức năng cho nên giá của nó là ngang ngửa với các cái đầu này. Chứ còn nếu mà riêng về âm thanh không á thì hai con này ngang ngang nhau. 9-10 nhau ha. Đó. Thì cái phần đánh giá đó cả nhà mình sẽ nghe trong các cái phần sau để mà mình đánh giá. Em sẽ cung cấp cho cả nhà mình cái giải pháp ha, tức là quay clip lên cho cả nhà mình cùng một bộ dàn, cùng một âm thanh để cho cả nhà mình nghe ha. Và tất nhiên là bộ dàn của em thì nó không phải là cao cấp lắm, vừa phải thôi. Mà nếu như mà cái bộ dàn ở nhà của các bác mà nó cao cấp thì cả nhà mình sẽ cảm nhận là nó sẽ hay hơn ở đây rất là nhiều, bởi vì em đang sử dụng loa và âm ly nó cũng thường. Đối với cặp loa bên này á, là em sử dụng cặp loa CF120 có giá là 12 triệu 900 ha. Loa này bass của nó là 30 cả nhà ha, bass 30 đó. Bass rồi trung rồi chép ở đây đó. Loa này thì vừa nghe nhạc được, vừa hát karaoke được cả nhà ha. Đó. Và một cái âm ly. Cái âm ly này thì âm ly Anton của Pháp mà, con này không có chỉnh bass chép được cả nhà ha, chỉ có chỉnh chọn lựa giữa các cái ngõ vào thôi. Nhưng mà tiếng của nó cũng rất là tốt ha, tiếng nó cũng rất là tốt. Thì em thử con này cũng rất là nhiều lần rồi. Quay lại với những cái đầu này thì cuối cùng đó là con Pioneer ha, N70A. N70A cũng có giá từ 17 đến 20 triệu tùy theo hình thức cả nhà ha. Con này là cái con mà em đánh giá cao nhất về cái tầm tiền, giá tiền cũng như là các chức năng của nó. Nó hát nhạc gì cũng được. Cả nhà mình hát nhạc vàng cũng được, hát nhạc hòa tấu cũng được ha, cần chi tiết cũng được. Các giải của nó rất là đều nhau, rất là rõ nét và chi tiết. Đặc biệt là nó có hai tới hai cái cổng USB để cho cả nhà mình cắm được USB lẫn ổ cứng để chơi. Thì cái con này là cái con mà em đánh giá cao. Còn nếu như mà bác nào mà rành một chút ha, sử dụng công nghệ hoặc là yêu cầu cao về âm thanh thì con Tech NT này là cái con mà em đánh giá cao nhất. Con này là đánh giá cao nhất cả nhà ha. Hai cái con này là trung tính ha, bình thường thôi. Con này là đối với em NT505. Con này cho chất âm sắc nét cả nhà. Em đánh giá cao con này. Và con này, còn hai con này thì là trung tính bình thường thôi. Và ở trong cái tầm tiền đó thì cả nhà mình có những cái lựa chọn này ha. Và để mà nghe bốn cái đầu này thì em sử dụng một cái bộ chia tín hiệu của Luckman cả nhà ha. Em sử dụng dây tín hiệu nó giống nhau hết à.
cùng là dây tín hiệu của Nhật cả nhà ha. Thì bốn cái nguồn phát sẽ là bốn cái đầu ra, bốn nguồn phát là bốn đầu vào đây và ra một đường này để xuống âm ly cả nhà ha. Thì theo thứ tự cả nhà ha, từ một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Thì bốn đường này thì sẽ theo thứ tự là một nè, hai nè, ba nè, bốn nè ha cả nhà ha. Đó. Thì em vừa sơ lược cho cả nhà mình các tính năng ha, cũng như là giá tham khảo. Bác nào mà cần thông tin chi tiết hơn thì liên hệ với em ha. Dạ, em sẽ gửi hình ảnh cũng như clip mà em đã quay những cái con này cho cả nhà mình. Đó, để cả nhà mình có thể tham khảo sâu hơn các cái chức năng, các cái cổng kết nối. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi nghe cả nhà ha. Mình sẽ nghe hai cái con này trước. Em sẽ sử dụng hai cái USB cắm vào hai con này, phát cùng một bài nhạc, cùng một nguồn nhạc cả nhà ha. Rồi đối với hai cái con ở trên này thì em sẽ sử dụng cái đường optical. Em lấy tín hiệu từ TV xuống, đưa vào hai con này thì nó sẽ công bằng hơn. Thì hai con này thì nó, cái USB thì nó trung tính ha. Dạ, cả nhà mình sử dụng USB. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nghe hai cái đầu này trước, xong rồi mình sẽ nghe hai cái đầu này cả nhà ha. Dạ, em mời cả nhà mình cùng em nghe thử coi âm thanh của nó sẽ như thế nào nha cả nhà.